Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các huyện thị thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã quán triệt về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Theo đó thực hiện quy trình nhân sự, quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh theo quy định số 50 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai công tác quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, xây dựng cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng chức danh quy hoạch phải xuất phát từ tình hình đội ngũ, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị trong nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu các đồng chí tham gia rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ có chất lượng. Tiếp đó, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến vào phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Phiếu giới thiệu nguồn nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.